Em Loan mến chào anh chị đã ghé kênh Cờ Tướng TV của em. Hôm nay em xin gửi đến anh chị 4 ván cờ, ván nào cũng phế xe, rồi còn phế pháo, phế mã, đặc biệt là ván 4, phế quân gài, bẫy như trong tên, đồng lầy tức sôi máu, ôm hận không ngủ được, cực kỳ là phê. Giữa tài khoản có tên là Trần Linh Chi khi lần lượt đối đầu Mạnh Thần, Đào Hán Minh, Tào Nham Lỗi và Trịnh Duy Đồng. 4 ván cờ được trực tiếp trên kênh Tượng Kỳ Cờ Tướng Thế Giới diễn ra vào tối ngày hôm qua. Mời anh chị cùng xem. Chơi đến đây, Mạnh Thần không thể đỡ nổi, vì vậy, Mạnh Thần đã buông cờ chịu thua. Em Loan mến mời anh chị cùng thưởng thức trận cờ tiếp theo nha. Chơi đến đây, Đào Hán Minh không thể đỡ nổi, vì vậy, Đào Hán Minh đã buông cờ chịu thua. Em Loan mến mời anh chị cùng thưởng thức trận cờ tiếp theo nha. Chơi đến đây, Tào Nham Lỗi không thể đỡ nổi, vì vậy, Tào Nham Lỗi đã buông cờ chịu thua. Em Loan mến mời anh chị cùng thưởng thức trận cờ tiếp theo nha. Chơi đến đây, Trịnh Duy Đồng không thể đỡ nổi, vì vậy Trịnh Duy Đồng đã buông cờ chịu thua. Video này của em Loan đến đây là hết rồi. Anh chị ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký giúp em Loan nha. Em Loan cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị mỗi ngày. I love you chụt chụt. Bye bye.